chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hà Nam ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Lý Nhân. Phong tỏa bệnh viện ca Tân Triều và giường tiếp nhận bệnh nhân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kêu gọi gỡ khó cho tiêu thụ nông sản vì dịch COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, đến 7 giờ sáng ngày 7 tháng 5, Hà Nam ghi nhận thêm một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân sinh năm 2004 ở thôn Quang Ốc, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân. Như vậy, liên quan đến ổ dịch xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, sau 4 ngày không phát hiện trường hợp dương tính mới, Hà Nam đã ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến thời điểm này, Hà Nam đã có 15 ca mắc COVID-19, trong đó có 14 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố. Tại tỉnh Yên Bái, chiều ngày 6 tháng 5, thành phố Yên Bái tổ chức phong tỏa tạm thời một đoạn của tuyến đường Thanh Niên thuộc phường Hồng Hà do liên quan đến bác sĩ Bệnh viện Quân y 105 dương tính với SARS-CoV-2. Các lực lượng khẩn trương lấy mẫu, truy vết, phun khử khuẩn theo quy định và yêu cầu người dân trong khu vực phong tỏa tạm thời không ra khỏi nhà. Các hộ kinh doanh vùng lân cận cũng như chợ Hồng Hà tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Cùng với đó, thành phố Yên Bái cũng kêu gọi nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng, chung sức, đồng lòng, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chiều ngày 7 tháng 5, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho binh chủng hóa học tổ chức tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực bệnh viện. 15 xe đặc chủng tiêu tẩy đa năng hiện đại, bình phun khử khuẩn đặc chủng cùng 70 cán bộ chiến sĩ của binh chủng hóa học đã tham gia làm nhiệm vụ. Khoảng 200.000 lít dung dịch chloramin B đã được phun bao trùm khắp các khuôn viên sảnh tiếp đón bệnh nhân, khu vực khám bệnh, khoa cấp cứu, đường hầm để xe của bệnh viện, tường rào, đường nội bộ. Tổng diện tích được tiêu tẩy khử trùng là 150.000 m2. Lực lượng làm nhiệm vụ được trang bị những trang thiết bị bảo hộ chống dịch mới nhất, có chất lượng đảm bảo, được sử dụng theo đúng quy trình phòng chống dịch. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh, Hà Nội đã thực hiện phong tỏa trong thời gian 14 ngày kể từ ngày 5 tháng 5. 400 cán bộ công nhân viên của bệnh viện đang thực hiện cách ly tại đây. Trước diễn biến phức tạp của dịch và biến chủng của virus SARS-CoV-2, binh chủng hóa học sẽ tổ chức huấn luyện bổ sung cho các cán bộ chiến sĩ, bảo đảm hóa chất, dung dịch, phương tiện trang thiết bị tốt nhất, sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ, tăng cường hỗ trợ cho các cơ sở y tế. Thưa quý vị và các bạn, sau Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, thì Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều cũng đã phát hiện các trường hợp dương tính với COVID-19. Từ sáng ngày 7 tháng 5, ngành y tế đã quyết định phong tỏa tạm thời tại 3 cơ sở của bệnh viện này. Như vậy, đến nay miền Bắc đã có 5 bệnh viện bị phong tỏa, gồm Bệnh viện ca, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Phổi Lạng Sơn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ngay đầu buổi sáng mùng 7 tháng 5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và lãnh đạo Bộ Y tế đã xuống Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều kiểm tra công tác phòng chống dịch. Chủ tịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh, bệnh viện ca có địa bàn phức tạp hơn bệnh viện bệnh nhiệt đới, rất sát nhà dân. Do đó người dân cần tự giác và ý thức hơn trong công tác phòng chống dịch. Các lực lượng của huyện Thanh Trì, trong đó có công an thành phố, sẽ duy trì kiểm soát tại các chốt chặn ngoài bệnh viện. Các cơ quan của thành phố sẽ đảm bảo hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bệnh viện. Phong tỏa toàn bộ cái khu vực của cơ sở này, tí nữa ta sẽ sang cái cơ sở bên kia nữa để đảm bảo. Trước hết là tôi đề nghị các đồng chí là đồng chí chủ tịch quận Thanh Trì, đồng chí trưởng công an, phó công an huyện tăng cường các cái chốt để thực hiện đúng cái ranh giới phong tỏa này, vì địa bàn ở đây phức tạp hơn là cái chỗ nhiệt đới 2. Theo Bộ Y tế, qua xét nghiệm sàng lọc 123 mẫu tại Bệnh viện ca cơ sở 3 tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, đã phát hiện 10 mẫu dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 6 bệnh nhân và 4 người nhà. Hiện khoa ngoại gan mật đã được phong tỏa và Bệnh viện ca cơ sở 3 tạm đóng cửa, ngừng tiếp nhận bệnh nhân. Chỉ đạo ngay cùng với thành phố là phải đóng cửa ngay cả 3 cơ sở của bệnh viện, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Và bước đầu qua điều tra dịch tễ, thì chúng tôi thấy có một người bệnh đã điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương một tháng kể từ ngày 30 tháng 3 và đã lây cho 5 trường hợp khác, tổng cộng 6 người bệnh và 4 người nhà người bệnh.
Trước những thông tin thất thiệt về việc sẽ phong tỏa thủ đô gây hoang mang dư luận xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định. Quan điểm của thành phố Hà Nội, như tôi đã nói, là trung tâm đầu não hành chính chính trị, thì hiện nay chúng ta vẫn đang rất là chủ tình hình và kiểm soát F1, F2 và tất cả khu vực trên quan điểm khoanh vùng hẹp chặt. Đấy, sau đó là trả kết quả lấy lỏng để đảm bảo như vậy là vẫn thực hiện mục tiêu kép và nhiều cái nhiệm vụ chính trị khác ở trên địa bàn. Cho nên là bà con và nhân dân yên tâm là không có cái khái niệm gọi là phong tỏa hay là giãn cách xã hội của toàn thành phố. Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều nằm trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đây là nơi khám và điều trị cho tất cả người bệnh ung bướu trong và ngoài nước. Từ ngày 6 đến 8 tháng 5, hơn 2.000 nhân viên y tế người lao động bệnh viện ca đã được lấy mẫu tầm soát COVID-19. Bệnh viện trang bị cho 2 phòng khám, 2 phòng cách ly riêng trên 4 container và khu vực dã chiến, sẵn sàng ứng phó dịch bệnh. Thành phố Hà Nội kêu gọi người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, không tập trung đông người, không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết. Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến khó lường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thực hiện giãn cách xã hội thành phố Vĩnh Yên trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 7 tháng 5 đến 0 giờ ngày 22 tháng 5 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện cách ly toàn thành phố Vĩnh Yên, đảm bảo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, xã phường cách ly với xã phường. Mọi người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Các cơ quan đơn vị nhà nước trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên bố trí cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Các đơn vị ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động của ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp, bưu chính viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh được tiếp tục hoạt động. Tính đến 16 giờ ngày 6 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận 27 trường hợp mắc COVID-19, trong đó thành phố Vĩnh Yên có 11 ca. Trước những diễn biến nhanh và phức tạp của dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam, chiều ngày 6 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã tổ chức họp khẩn triển khai các biện pháp ứng phó. Trước đó, Hải Dương đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 và 3 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Sáng ngày 6 tháng 5, thêm một trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trong tình hình hiện nay, lãnh đạo tỉnh Hải Dương xác định giải pháp ứng phó với đợt dịch này là khoanh vùng rộng, truy vết thần tốc, xét nghiệm thật nhanh, cách ly chặt chẽ, phong tỏa thật gọn, điều trị hiệu quả theo tinh thần, chủ động, quyết liệt, sáng tạo, 4 tại chỗ và 5 rõ. Gắn công tác chống dịch với trách nhiệm người đứng đầu, Hải Dương triển khai ngay các biện pháp cấp bách, tập trung cao độ để chặn đứng nguồn lây từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tỉnh cũng xem xét quyết định áp dụng một số biện pháp về giãn cách xã hội, chuẩn bị các địa điểm cho cách ly tập trung và tuyệt đối không để lây nhiễm chéo. Tăng cường kiểm tra xử phạt những trường hợp không chấp hành thông điệp 5K, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại các doanh nghiệp. Những ngày này, khi cả nước đang hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại các xã khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai đã có nhiều cách làm sáng tạo để công tác tuyên truyền đến được với bà con đồng bào dân tộc. Xã Yên An, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, với gần 2.000 hộ và khoảng 8.000 nhân khẩu có địa bàn rộng, thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm là cao điểm của vụ thu hoạch điều, nên nhiều gia đình ăn ở luôn tại dãy. Để đảm bảo mục tiêu tất cả mọi người dân đều được biết, được tham gia bầu cử, cán bộ xã cùng đoàn thanh niên đã tăng cường công tác bám địa bàn để tuyên truyền người dân về công tác bầu cử. Được cán bộ tuyên truyền, bà con làng chúng tôi đã nắm thông tin và sẵn sàng đi bỏ phiếu ngày 23 tháng 5 này. Tôi rất háo hức, phấn khởi. Đặc biệt, việc tuyên truyền bằng loa di động được xem là cách làm hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại vùng biên cương. Đây cũng là giải pháp được các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt áp dụng. Trong thời gian vừa đây thì bên đoàn thanh niên cũng đi vận động tuyên truyền cho bà con về việc chuẩn bị bầu cử trong tháng 5 này cũng đi tuyên truyền, với lại kết hợp luôn cho tuyên truyền luôn về COVID-19 cho bà con. Nói chung là hiện giờ COVID cũng đang phát triển rất mạnh, một phần đến nói rõ về hơn cho bà con biết về việc bầu cử để bà con nắm rõ hơn về mình trách nhiệm của mình là quyền của mình để mình bầu cử trong đấy. Đặc biệt là hiện nay là sử dụng tất cả các hệ thống mà loa Bluetooth và kéo giao cho đoàn thanh niên đi từng ngõ ngách tại các địa bàn xa xôi, ví dụ như là khu vực biên giới,
những cái xã mà khu vực 3 thì đến giờ phút này thì cơ bản là người dân đã tiếp nhận được những cái thông tin và đặc biệt là cái ngày bầu cử đó hầu như người dân đã nắm được. Bên cạnh đó, xác định công tác tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nơi vùng biên là nhiệm vụ quan trọng. Tại các chốt ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, ngoài việc phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh vùng biên giới, lực lượng biên phòng cũng đã và đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ kép để đưa các thông tin về ngày hội của toàn dân đến với từng buôn làng. Bên cạnh phòng chống dịch thì công tác đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ bầu cử cũng được các địa phương đặt lên hàng đầu. Ghi nhận tại tỉnh Nam Định về công tác kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đây là buổi kiểm tra hành chính tại quán game của tổ công tác đặc biệt 314 thuộc Công an thành phố Nam Định. Đa phần người chơi game tại đây đều là những học sinh đang ở lứa tuổi đi học. Tuy nhiên, chủ quán cũng không ngần ngại quảng cáo cả thuốc lá điện tử, loại thuốc đang bị cấm lưu hành và sử dụng tại Việt Nam. Thế em có biết là thuốc lá điện tử là đang bị cấm không? Chưa được kinh doanh là không được quảng cáo không? À, có biết không? Cái này bọn em chỉ bày cùng với mô hình nó đẹp thôi chứ bọn em cũng không biết cái tác hại của nó. Với số lượng máy tính khá lớn, sắp xếp sát nhau và thường xuyên chạy hết công suất ngày đêm, chỉ cần hệ thống điện bị quá tải rất dễ gây cháy và cháy lan. Hướng dẫn chữa cháy thì có, nhưng thiết bị dụng cụ để chữa cháy thì hoàn toàn không có. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện rất nhiều các em học sinh là lứa tuổi vị thành niên nhưng điều khiển phương tiện mà chưa đủ tuổi cấp bằng lái. Bố mẹ cháu cho cháu đi xe này hay như thế nào? Bố mẹ cho nhưng mà bố mẹ không cấm hẳn nên là cháu tự lấy xe. Từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, tổ chức công tác đặc biệt đã tiến hành kiểm tra 800 lượt người tham gia giao thông, xử lý 193 trường hợp vi phạm, tuần tra quay ráp các tụ điểm tập trung đông thanh thiếu niên và khu nhà trọ, trong đó phát hiện và thu giữ nhiều loại dao, mã tấu và các loại vũ khí quân dụng. Việc liên tục kiểm tra chấn áp, ngăn chặn nguy cơ phạm tội gây mất trật tự an ninh xã hội là bước quan trọng trong việc kiểm soát tình hình an ninh trật tự xã hội nói chung, đặc biệt là trong giai đoạn sát bầu cử. Khi vai trò của tổ đặc biệt thì chúng tôi là rất kỳ vọng của tổ đặc biệt là một là thay thế công an các phường xã, đảm bảo tuần tra khép kín toàn địa bàn thành phố Nam Định để hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát khu vực. Thứ hai nữa là tạo sức mạnh và răn đe chấn áp tội phạm đấy trong sau bầu cử Quốc hội cũng như Hội đồng nhân dân các cấp. Cùng với việc tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm, thời gian này Công an tỉnh Nam Định cũng đặc biệt chú trọng các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, dẫn đoàn kiểm tra công tác bầu cử cũng như bảo đảm việc di chuyển các hòm phiếu từ các điểm bỏ phiếu về nơi tập kết cuối ngày. Ngày 6 tháng 5, chủ trì cuộc làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội với Ban Cán sự Đảng, Bộ Giao thông Vận tải và Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang để thống nhất về định hướng quy hoạch, phương án đầu tư xây dựng đường vành đai 4. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã nhận được nhiều phát biểu sâu sắc, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các địa phương. Các đại biểu dự hội nghị đều đồng tình với sự cần thiết và thể hiện quyết tâm sớm trình cấp có thẩm quyền chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội để kết nối đồng bộ, tăng cường năng lực giải phóng ùn tắc giao thông, đồng thời mở rộng không gian phát triển, khai thác các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong vùng thủ đô. Dự án đường vành đai 4 thủ đô Hà Nội có chiều dài toàn tuyến khoảng 98 km đi qua 14 huyện của 3 địa phương gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Theo tính toán của thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư của dự án theo phương án cao tốc thông thường là khoảng 105.000 tỷ đồng, theo phương án cao tốc trên cầu cạn là khoảng 135.000 tỷ đồng. Trước những diễn biến mới của dịch bệnh trong nước và thế giới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhìn nhận hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu thụ hàng nông sản sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Bộ đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chính sách hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn yêu cầu triển khai tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các địa phương quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong xuất khẩu nông sản trước diễn biến mới của dịch bệnh, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Đề xuất Bộ Công Thương chỉ đạo các tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn của các tỉnh bị phong tỏa được lưu thông tiêu thụ bình thường trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Đề xuất Bộ Tài chính triển khai mạnh mẽ chính sách hỗ trợ giảm chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch như miễn giảm thuế, nghiên cứu tham mưu chính phủ có các gói kích cầu kịp thời nhằm hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa trong nước.
đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu và xây dựng chính sách gia hạn nợ, không chuyển thành nợ xấu, phạt nợ quá hạn đối với các khoản vay đến hạn thanh toán, giảm chi phí giao dịch để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung vốn sản xuất. Sắp bước vào vụ thu hoạch vải, trong tình hình dịch bệnh có thể tác động tiêu cực đến tình hình tiêu thụ nông sản. Mới đây, tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức chương trình tập huấn về truy xuất nguồn gốc và tham gia bán hàng trên sàn thương mại điện tử và không gian mạng. Năm nay là năm đầu tiên người trồng vải ở Hải Dương sẽ tham gia bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử là Alibaba.com, Sendor.vn và Lazada.vn. Theo kế hoạch, Hải Dương phấn đấu đến ngày 18 tháng 5 sẽ đưa từ 5 đến 10 sản phẩm gồm vải thiều và các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử. Tại chương trình, các chuyên gia hướng dẫn các tổ chức doanh nghiệp nông nghiệp tỉnh Hải Dương làm tốt truy xuất nguồn gốc, giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm và tránh hiện tượng trà trộn, làm giả thương hiệu. Đồng thời hướng dẫn cách đưa sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử và hướng dẫn cách bán hàng qua sàn giao dịch thương mại điện tử, giúp việc quảng bá thương hiệu vải thiều, sản phẩm OCOP của tỉnh tốt hơn. Những năm qua, Đảng bộ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã rất chú trọng đến công tác phát triển đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên ở các xã vùng cao, vùng xa nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Tuy nhiên, nhiều đoàn viên thanh niên tại các xã khó khăn đã phải đi làm ăn xa nhà. Điều này dẫn tới nguồn nhân tố ưu tú ngày càng hiếm, khiến công tác phát triển đảng viên mới tại các xã vùng sâu, vùng cao gặp khó khăn. Đảng bộ xã Sảng Tùng, huyện Đồng Văn có 19 chi bộ, trong đó có 15 chi bộ thôn. Năm 2020, Đảng bộ xã Sảng Tùng kết nạp được 10 đảng viên. Năm 2021, Đảng bộ xã Sảng Tùng được giao kết nạp 7 đảng viên. Hiện đang rà soát các đối tượng có khả năng phát triển để phân công đảm nhiệm các công việc của thôn, của đoàn nhằm tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện, đồng thời cũng là nơi để thử thách, phấn đấu. Những khó khăn cũng đặt ra rất lớn là các bạn đoàn viên chi đoàn khi học xong phổ thông là các bạn tham gia vào các chương trình đi lao động tại Quảng Than, Quảng Ninh và tại Bình Dương. Thì đây cũng là một cái khó khăn trong thời gian tới về tạo nguồn phát triển đảng. Để thu hút các đoàn viên thanh niên trở về địa phương phát triển kinh tế, các cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã đã quan tâm tạo mọi điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, các mô hình phát triển kinh tế. Đảng viên trẻ Già Mí Pó là người đã hưởng ứng phong trào lập nghiệp của thanh niên ở địa phương. Bước đầu, mô hình trồng rau bắp cải đã mang lại hiệu quả và đang nhân rộng sang các đoàn viên thanh niên khác trên địa bàn xã Sảng Tùng. Bước đầu thì cũng phát triển kinh tế nó khó khăn lắm. Xong là tôi bắt đầu chuyển đổi cây rau thì gia đình kinh tế nó cũng khá giả hơn. Từ trong đó thì bên cạnh đó thì cũng hướng dẫn một số thanh niên trong thôn để phát triển kinh tế từ cây rau bắp cải. Hầu như là bây giờ hộ nghèo thì nó cũng ít rồi. Năm 2021, kế hoạch huyện đề ra là 150 đảng viên. Đến thời điểm cuối tháng 4 năm 2021 đã phát triển được 43 đảng viên. Để tạo điều kiện phát triển nguồn cho công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ huyện Đồng Văn từ đầu năm đến nay đã mở 3 lớp đối tượng đảng tại cụm xã. Thay vì trước đây phải lên trung tâm huyện bồi dưỡng, đường xá đi lại rất khó khăn, thì nay những nhân tố ưu tú có điều kiện tốt hơn để rèn luyện, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của đảng. Cái thứ nhất là điều kiện. Hộ gia đình, người dân còn khó khăn nên dẫn đến là đa số là thanh niên là phải đi lao động để mà kiếm ăn, chủ yếu là lao động ở ngoài tỉnh, tự đi làm ăn xa đấy, ngoài tỉnh để theo các cái công ty mà đã được ký kết đó, thì dẫn đến là công tác phát triển đảng nó rất là khó. Đối với khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, trong điều kiện còn nhiều khó khăn thì vai trò của đảng viên càng quan trọng. Thực tế cho thấy trong những năm qua có nhiều đảng viên trẻ đã phát huy năng lực và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương vùng đồng bào dân tộc miền núi. Việc thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên cũng góp phần củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn cho các tổ chức cơ sở đảng tại các vùng còn nhiều khó khăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.